Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay ngày thứ tư chúng ta hướng về Thánh Giuse, nhất là trong mùa vọng. Chúng ta nhìn vào Thánh Giuse như một con người luôn luôn biết vâng lời Thiên Chúa. Mặc dù Ngài đã được loan báo về Đấng Cứu Thế và đón nhận Đức Maria về nhà chung sống, nhưng Ngài chỉ làm theo ý của Thiên Chúa, và nhất là Ngài chỉ được loan báo trong giấc mộng, chứ không phải là được sứ thần hiện ra để mà loan báo. Nhưng Thánh Giuse vẫn âm thầm thực hiện những gì mà Chúa muốn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cũng noi gương người để chúng ta luôn luôn biết sống xứng đáng là những người làm cha làm mẹ, biết giáo dục con cái, hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng ta nhìn vào cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy người ta thích chém giết nhau, hơi một chút xíu là đánh nhau, giết nhau một cách dễ dàng, thiếu cái sự tôn trọng với con người, yêu quý cái mạng sống. Cho nên những người công giáo lại càng phải làm thế nào để rồi trong môi trường giáo dục gia đình chúng ta có những người con không những biết vâng lời cha mẹ ngoan hiền, và đối với cả xã hội cũng trở thành những con người biết loan truyền lời Chúa và ý thức cuộc sống của mình, mạng sống của mình quý giá như thế nào. Chúng ta xin Thánh Giuse bầu cử cho chúng ta. Hiệp ý trong thánh lễ, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn đa minh Giuse, Gioan, Maria, xin tạ ơn, xin bình an, cầu cho các linh hồn, cho linh hồn Teresa và Giuse. Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Maria, và xin bình an khi đi du học. Để lời cầu nguyện như thánh lễ chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật là đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh chị em, ai trong chúng ta dám nói rằng mình biết tường tận về Chúa? Từ cái kinh nghiệm này, chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên về cái câu hỏi của Gioan Tẩy Giả, vì chính ông là người đã dọn đường cho Chúa đến và đã làm phép rửa cho Chúa kia mà. Vậy thì lời Chúa hôm nay dạy chúng ta là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là một vị Thiên Chúa đầy bất ngờ. Bất ngờ trong giờ của Ngài, bất ngờ trong cái cách thức của Ngài. Thiên Chúa là Cha, qua con một Ngài là Đức Giêsu Kitô tỏ mình ra là đấng huyền nhiệm luôn luôn mới. Chúng ta đến với Đức Giêsu để chiêm ngắm, để khám phá ra Ngài hiện diện trong đời sống đạo của mình. Ông Gioan Tẩy Giả được sai đến để làm tiền hô cho Đức Kitô. Ông đã nhận ra Ngài bên dòng sông Giô-đan, đã giới thiệu cho dân chúng rằng Ngài là Chiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian. Thế nhưng mà giờ đây Gioan đang ngồi tù, niềm tin của các môn đệ ông hẳn đang lung lay. Bởi thế mà ông đã sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Một cái thắc mắc cần thiết nói lên tâm tư của Gioan và niềm mong mỏi của các môn đệ ông và bao nhiêu người đương thời, để hiểu rõ hơn, chắc chắn hơn về Đức Kitô và sứ mạng cứu thế của Ngài. Đáp lại, Chúa Giêsu không trả lời họ rằng có hay không có. Chúa mời gọi họ trở về thuật lại việc Ngài chữa lành nhiều bệnh nhân, những người bị tật nguyền, quỷ ám vân vân mà họ đã mắt thấy tai nghe, để chứng thực rằng đó là những hành vi cứu độ của đấng cứu thế mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo nay được thực hiện nơi Ngài. Một cái sự mục kích tỏ tường đó còn hơn cả trăm ngàn câu nói. Thấy rõ Chúa Giêsu làm những gì thì đương nhiên đối với các môn đệ của ông Gioan mà Chúa bảo rằng hãy về thuật lại cho Gioan, mà Gioan đang ngồi trong tù. Điều này các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng có lẽ là Gioan muốn củng cố cái lòng tin của các môn đệ ông, chứ không phải là cái niềm tin yếu kém của ông Gioan. Vì ông Gioan là người đã làm chứng cho Chúa thì ông đã biết rồi. Thế nhưng mà các môn đệ của ông đang lung lay về cái niềm tin vào đấng cứu thế, cho nên Gioan phải muốn trực tiếp cho các ông thấy những việc Chúa Giêsu đã làm hợp với những lời ngôn sứ đã đoan báo trước. Mùa vọng là mùa mong chờ, nhưng mà mong cái gì đây? Chờ ai đây? Câu hỏi có vẻ ngây ngô khi mà Chúa đã đến cách đây 2000 năm. Hay là mong Noel như một lễ hội? Chúng ta vẫn phải để ý rằng Chúa vẫn đang đến trong mỗi giây phút hiện tại, và Chúa sẽ đến trong ngày cánh chung nữa. Thời gian này hay là thời gian mùa vọng là dịp để chúng ta đón nhận một điều gì đó thật mới mẻ từ biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng mà làm sao nhận biết, chiêm ngắm và thuật lại cho người khác là một cách thế. Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe.
và chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta cũng có những lúc chúng ta đặt cái dấu hỏi Đức Kitô là ai. Khi mà chúng ta gặp những cái sự khốn khó trong cuộc sống hàng ngày, Đức Kitô là ai và chúng ta tin vào Đức Kitô thế nào? Đó là những câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Chúng ta có tin Chúa, theo Chúa lúc an vui cũng như lúc gặp thử thách không? Cho nên cái điều mà các môn đệ của Gioan thắc mắc về Đức Kitô, đấy là cũng là những cái thắc mắc của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta chưa tin, khi chúng ta cái đức tin của chúng ta nó còn yếu kém, cho nên chúng ta dễ bị lung lạc lắm, bởi cái này bởi cái kia. Chúng ta không có đặt hết cái sự tin tưởng vào Chúa. Và rồi nhiều khi có thể nói rằng mỗi năm chúng ta thấy trang hoàng lại kia, nhưng mà trang hoàng đèn đuốc, đèn màu, rồi ngôi sao này, ngôi sao kia, máng cỏ theo kiểu này, máng cỏ theo kiểu kia. Nhưng mà chúng ta có củng cố cái niềm tin của chúng ta không? Hay là chỉ nhìn những cái gì bề ngoài, những cái gì bề ngoài nó chỉ là những cái giúp cho cái lòng tin của chúng ta, củng cố cái lòng tin của chúng ta thôi. Cho nên nhiều khi nó cũng là cái mà nó mất đi một cái ý nghĩa đối với mùa vọng. Kỳ này chúng ta thấy đó, thành thử đã biến Noel thành một cái lễ hội ấy. Chưa đến mùa vọng thì đã có nơi đã làm máng cỏ xong cả rồi. Rồi như ở đền thánh này cũng vậy đó, chúng ta thấy đó, xong hết rồi mà còn phải hơn một tuần nữa, hay là gọi là 10 ngày nữa mới đến lễ Giáng sinh. Để gì vậy? Thưa là để lôi kéo, phải không? Để lôi kéo người ta đến, người ta xem, khen cái máng cỏ ở đây đẹp, khen cái máng cỏ ở kia đẹp hơn, vân vân. Và rồi chúng ta thấy rằng cái ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ mà Chúa hiện diện với chúng ta bằng xương, bằng thịt, chỉ là cái lễ gọi là đi xem máng cỏ. Chứ có nhiều người đâu có dâng lễ đâu. Tôi thấy nhất là các giới trẻ đi xem nhà thờ này tí, xem nhà thờ kia tí, cứ như vậy. Thế là hết cái đêm Giáng sinh, không có dâng cái thánh lễ đêm Giáng sinh nào trọn vẹn cả. Đó thì chúng ta thấy rằng họ tin vào cái gì vậy? Cái đức tin của chúng ta đặt để ở đâu? Cho nên chúng ta cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ý thức hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhất là cái niềm tin chúng ta luôn luôn phải kiên vững. Vì khi Chúa đã hứa thì Chúa thực hiện. Đừng có để cái lòng tin của chúng ta nó bị lung lạc bởi cái này, bởi cái kia, giống như các môn đệ của ông Gioan Thầy Giả. Nhất là với lời Chúa và Thánh Thể Chúa giúp mỗi người chúng ta có được đức tin kiên vững hơn và cái niềm tin sắt đá hơn. Để rồi khi chúng ta nhìn về các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta đó, chúng ta thấy thế nào? Hay là chúng ta nhìn vào Thánh Giuse mà ngày hôm nay là ngày thứ tư chúng ta kính nhớ Ngài, chúng ta học ở nơi tất cả những cái hành động, cái gương, các cái mẫu mực mà Ngài đã sống, để chúng ta có được cái niềm tin mạnh hơn vào Chúa